À, vâng, xin chào cô chú và anh chị đã quay trở lại với cái kênh YouTube của mình. À, chúc tất cả cô chú và anh chị có một ngày mới vui vẻ. Bây giờ là buổi sáng sớm, thì hiện giờ là mình đang có mặt ở một cái mảnh đất. Mảnh đất này ở địa chỉ là thuộc thôn 6, xã Khư Cà Ni, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông cô chú nhé. Thì video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho cô chú một mảnh đất đất giấy. Ông chủ nhà này là người dân tộc đồng bào người Thái. Đó, đây bây giờ là mình đang bắt đầu vào cái đám giấy của ông chủ nhà này. Đất này là thuộc cái đất trắng mỡ gà của chú nhé. Đây có cà phê với lại tiêu này. Có đất này là có cà phê với lại điều. Đó, từ đây đi xuống có một cái đường đi đi vào dưới dãy luôn. Điện là điện kéo điện hai pha. Đó. Con đường này đi lên là cái tầm 800m là đến cái đường bê tông. Rồi từ đây đi ra đến trung tâm xã, ủy ban xã thì tầm 5 cây số thôi. Đây, có lác đác mấy cái trụ tiêu này. Cái này là họ chuẩn bị đảo đất rồi trồng cà phê này. Đất này có điều. Từ đây đi xuống là nguyên cái quả đồi này luôn, là đất của chủ nhà luôn này. Với diện tích cái đám giấy này là 3 hect là có đầy đủ hết rồi. Ở bên dưới là có cái một cái chòi với lại hai cái ao. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đi một vòng cái đám giấy này của ông chú người Thái này để quay cho cô chú và anh chị xem để tham khảo nhé. Nếu mà cô chú và anh chị ưng ý thì hãy liên lạc với cái số điện thoại. Mình có để cái số điện thoại ở bên dưới góc phải màn hình của video mà cô chú đang xem đó. Đó. Bây giờ mình sẽ đi xuống cái chòi rồi đi xuống cái khu vực ao để quay cho cô chú xem nhé. Ở đây là chủ nhà họ mới đào này. Mới đào đất để trồng cà phê này. Cái này là vừa rồi là trồng tiêu nhưng mà chết, tiêu phải bệnh chết này, bây giờ còn lác đác vài trụ đây. Đó. Đó. Ở bên dưới là cái chòi đây, có một cái chòi. Xong ở bên dưới này là có chủ nhà là có nuôi mấy con bò. Đây. Ở bên dưới này là khu vực ao hồ để tưới tăm cái vườn giấy này, có hai cái ao, nước là mênh mông luôn, tưới là cũng dùng điện thôi, điện hai pha nhưng mà cũng tưới được, chỉ sập điện cái là tưới thôi. Đó, cô chú và anh chị thấy đất này chưa? Đất này cũng rất là tốt, đất mỡ gà. Còn cái ao này rất là nhiều nước này, mênh mông nước luôn, đủ tưới tăm sinh hoạt. Đây là cả lán chòi. Cái chủ nhà này là người đồng bào dân tộc Thái ở Thanh Hóa đi vào đây. Thì cô chú và anh chị xem cái video của mình, nếu mà không được hay cho lắm thì hết sức thông cảm cho mình, bởi vì là mình quay trực tiếp chứ không phải là chuẩn bị trước kịch bản trước như người ta, cô chú nhé. Đây mình sẽ đi dạo, ở đây là có chuồng bò, có mấy con bò ở đây. Điều ở đây là cũng trồng lâu rồi, với cái cà phê là cũng lâu rồi. Nguyên cả một đồi, có nguyên cái đồi này luôn. Từ trên đấy đi xuống là với diện tích là 3 hect. Giấy tờ là đầy đủ pháp lý. Anh chủ nhà đưa ra cái giá là chỉ có 1 tỷ rưỡi thôi. Rất là rẻ. Với lại 3 hectare đất đúng không?
Đây, ở đây có một cái cây cây sung rất là to luôn, ngay cái bờ ao luôn. Đó. Từ đây đi lên. Đó. Nguyên cả đồi, quả đồi này luôn. Là 3 héc. Chỉ có 1 tỷ rưỡi thôi. Cô chú và anh chị nếu mà mua về là chỉ biết chăm cà phê với lại thu hoạch điều thôi. Đó. Cô chú và anh chị nhớ tham khảo, nếu mà ưng ý thì hãy gọi điện thoại theo cái số của mình cô chú nhé. Đó, ở bên dưới cái ao, ở bên dưới cái bờ ao còn có một cái đám ruộng ở đây này. Đó, cái này chắc có tầm 3 sào ruộng. Đó, từ đây đi lên là diện tích là 3 sào. Chỉ có 1 tỷ 3 rưỡi thôi, rất là rẻ đúng không cô chú và anh chị. Đó. Cô chú và anh chị cứ tham khảo, nếu mà ưng ý thì hãy gọi theo số điện thoại của mình đã để trên màn hình nhé. Chúc mừng cô chú một ngày tốt lành. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình, cũng như là để theo dõi những cái video mới trên kênh của mình cô chú nhé. Cảm ơn cô chú rất nhiều.